Bạch Công Khanh bị soi chi tiết nhớ nhung nam em, đàn gái gây sốc khi bộc lộ cảm xúc. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đêm diễn vừa qua của Bạch Công Khanh tại Đà Lạt. Theo đó, trong đêm diễn dịp Valentine, Bạch Công Khanh đã mang đến loạt ca khúc về tình yêu dành tặng khán giả có mặt. Trong số đó, màn trình diễn ca khúc You Are My Everything của Bạch Công Khanh đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Phiên bản lời Việt được nam ca sĩ trình diễn dựa trên ca khúc gốc nằm trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời Đình Đám Một Thời. Đặc biệt, đoạn cao trào của ca khúc đã được Bạch Công Khanh thể hiện tròn trịa nhờ vào chất giọng nội lực nhưng đầy cảm xúc của mình. Những nốt cao, cách nhấn nhá hợp lý mà Bạch Công Khanh thể hiện khiến khán giả có mặt không khỏi thổn thức. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn đầy cảm xúc của Bạch Công Khanh thì cộng đồng mạng sau khi xem xong đã không ngừng dấy lên nghi vấn cho rằng nam ca sĩ đang nhớ nhung nam em khi hát lại ca khúc này. Bởi trước đó, thời điểm nam em và Bạch Công Khanh vẫn là một cặp song ca ăn ý trên nhiều sân khấu ca nhạc, thì ca khúc này đã được cả hai lựa chọn để biểu diễn trong một vài đêm nhạc chung. Còn nhớ ở những sân khấu ấy, khi Bạch Công Khanh say sưa thể hiện thì nam em ngồi ngay bên cạnh đã không thể nhịn được cười khiến nam ca sĩ bị phân tâm, tạo nên một tiết mục biểu diễn đầy gần gũi và chân thật với khán giả. Thế nhưng sau ồn ào rạn nứt, đây là lần hiếm hoi khán giả thấy Bạch Công Khanh mang những giai điệu của ca khúc này đi diễn, nhưng không còn là hát cùng nam em. Thế nên bên dưới bình luận, nhiều người đã lên tiếng cho rằng rất có thể Bạch Công Khanh có những cảm xúc khó tả khi hát lại ca khúc từng song ca với nam em trước kia. Sau ồn ào rạn nứt cách đây không lâu, nam em và Bạch Công Khanh vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh đi diễn. Tuy nhiên giờ đây cả hai không còn xuất hiện cùng nhau với vai trò một cặp song ca. Thay vào đó, mỗi người vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả với các dự án riêng của mình. Đồng thời, kể từ sau câu chuyện rạn nứt ấy, người hâm mộ cũng không còn nhìn thấy cả hai nhắc gì đến đối phương trên sân khấu lẫn các phương tiện truyền thông. Trước đó, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn ngẫu hứng đàn hát của nam em tại nhà riêng. Theo đó, không váy áo lộng lẫy như khi xuất hiện trong các đêm diễn, nam em khiến nhiều người thích thú khi diện áo phông đơn giản nhưng nhan sắc vẫn rất xinh đẹp dù không son phấn. Cụ thể, nam em đã gây bất ngờ khi khoe khả năng đánh đàn điệu nghệ. Không những thế, người đẹp này còn ngẫu hứng thể hiện vài câu hát trong ca khúc Đúng Cũng Thành Sai của Mỹ Tâm. Với giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng và bay bổng của mình, nam em đã khiến nhiều fan thích thú với chất giọng khá phù hợp với ca khúc này của Mỹ Tâm. Tuy nhiên, việc lựa chọn ca khúc này để thể hiện của nam em liệu chỉ là phút ngẫu hứng hay còn ẩn ý nào khác? Bởi thông qua ca từ của ca khúc có thể thấy nam em đã thể hiện rất nhập tâm những câu hát như nếu người ta đã nghĩ họ đúng, điều mình nói đúng cũng thành sai, nếu người ta đã không cần nữa, mình làm gì thì cũng không phải. Phải chăng cô nàng đang mượn những lời bài hát trong ca khúc của Mỹ Tâm để bộc bạch tâm trạng của bản thân? Tuy nhiên, rất có thể vì quá yêu thích ca khúc này của Mỹ Tâm nên nam em muốn đàn hát cho fan nghe mà thôi. Ngoài ra, xuyên suốt buổi hát hò, người đẹp cũng chẳng có những chia sẻ ẩn ý nào. Thời gian qua, nam em là cái tên khá đắt sâu tại các sân khấu ca nhạc phòng trà. Với giọng hát ngọt ngào ổn áp cùng tính cách có phần hài hước nhưng đầy gần gũi, mỗi đêm diễn của nam em đều nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ phía khán giả. Trước đó, trong một đêm nhạc, nam em đã xác định về con đường ca hát lâu dài của mình. Thật sự có thể nhiều người nói đúng, nam em phù hợp với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn.